Đây là bữa cuối cho nên là ai thắc mắc gì thì hỏi rồi tới sang năm mới giảng lại. Bây giờ là thầy cũng biết là mấy tháng nay giảng cái gì rồi không biết rồi, nhưng mà bây giờ thầy tóm tắt lại một vài cái nét trong cái khóa 16 này. Thầy nhớ là cái khởi đầu cái buổi giảng ấy, là thầy nói về kinh điển, thì thầy á là thầy phát hiện ra một điều thế này, cái Phật pháp á là hoàn toàn dựa trên cái thực. Thì những cái lời mà Đức Phật Ngài dạy trong kinh điển ấy, thực ra là cũng để chỉ cái thực đó. Nhưng mà Đức Phật ấy, thì Ngài chỉ cái thực ấy, là Ngài không có nói chung chung. Bởi vì nếu mà nói chung chung ấy, thì Ngài sẽ soạn sẵn những cái bộ kinh cho nó khỏe. Hồi đó Thầy nói đó. Tức là nếu mà Ngài muốn để lại một số kinh điển ấy, thì Ngài ngồi Ngài soạn, chính tay Ngài viết ra, là sau này không có ai thêm bớt gì được hết trơn. Nhưng mà tại sao Ngài này không làm như vậy, mà Ngài chỉ tùy theo mỗi người, tùy theo cái đối tượng mà Ngài giảng dạy thôi. Tùy theo đối tượng, tùy theo cái trình độ nhận thức của cái đối tượng đó mà Đức Phật Ngài chỉ ra sự thật. Mà ở đây cũng phải nói là trình độ nhận thức, mà là cái sự thật ở nơi người đó, ngay lúc đó ở nơi người đó, là Đức Phật Ngài chỉ ra sự thật đó thôi. Ví dụ như đầu tiên là nói chuyện với năm vị Kiều Trần Như đó, thì Đức Phật Ngài nói đến khổ đế trước. Là vì năm vị Kiều Trần Như là tu khổ hạnh, cho nên Đức Phật Ngài nói tới khổ đế trước. Thì cái khổ đế này á, nó lại là nguyên nhân lại là vô minh ái dục đó. Cho nên là chỉ thẳng cái sai của năm vị Kiều Trần Như là tu khổ hạnh để mà đạt đến giác ngộ giải thoát là chuyện đó không thể. Bởi vì cái đau khổ đó chính là do vô minh ái dục mà ra. Đại khái là vậy. Còn cái đạo đế và diệt đế đó, thì tại sao mà Đức Phật Ngài giảng cho năm vị Kiều Trần Như, mà Kiều Trần Như thì hồi đó chỉ có tu khổ hạnh thôi, chứ đâu có tu giới định tuệ gì, đâu có tu theo kinh điển gì, Phật giáo gì đâu. Thế tại sao Đức Phật Ngài nói xong thì lại đắc đạo quả? Là bởi vì á, là cái quan trọng là các vị đó thấy ra sự thật, để mà bỏ đi cái chuyện mà mình tu khổ hạnh á, vì mình cứ tưởng rằng là khổ hạnh thì sẽ là đi đến đạo quả. Bây giờ mình bỏ đi cái tư tưởng đó, bỏ đi cái sợ hạnh đó từ bao nhiêu năm nay là rất khó.
Cho nên đó, phải nói là năm vị kiều Trần Như là đắc đạo rất lâu. Bởi vì nó có cái, nó có cái sợ tri sợ đắc trước rồi. Do đó mà bây giờ là chỉ vào sự thật là không thấy được. Trong khi sau này có nhiều cái vị là Đức Phật Ngài nói là đắc đạo quả liền, là tại vì họ không có cái sợ tri sợ đắc nào cả. Họ chỉ sống thực. Và nhờ có qua, trải qua những cái sống thực đó, cho nên khi Đức Phật chỉ thì họ là thấy ngay. Đại khai là vậy. Cho nên là cái điều mà Thầy muốn nhắc là không dựa vào cái ngôn ngữ kinh điển, mà là dựa vào sự thật. Tức là qua kinh điển, tất nhiên là cái kinh điển là cần rồi, chẳng phải là không. Nhưng mà cái truyền, cái thực sự cái truyền đạo đó là Đức Phật truyền cho các cái vị, họ thấy ra sự thật, rồi các vị thấy ra sự thật đó là truyền lại cho các vị thấy ra sự thật nữa. Và cứ như vậy mà truyền đến cho đến bây giờ, ai thấy ra sự thật thì người đó mới đúng là Phật tử. Chứ còn bây giờ học hết thuộc kinh điển cũng chưa phải là Phật tử. Vì nhiều khi là kinh điển này thì chính cái khoảng 100-200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì kinh điển đó là đã bắt đầu là chia ra là Nam Tông, Bắc Tông, chia ra là Tiểu Thừa, Đại Thừa, chia ra nhiều tông phái khác nhau rồi. Đó, là bởi vì cái tông phái mà nó khác nhau đó, đó chính là bởi vì dựa trên cái sở tri và sở đắc. Mà sở tri và sở đắc đó, thì chính Đức Phật Ngài đã nói là sở tri và sở đắc là trợ ngài cho cái sự sáng suốt sẵn có ở nơi mỗi người. Đó, quả thật điều nguy hại, người ngu sinh sở tri sở đắc, hủy phần sáng của mình từ chạy đầu chính nó. Đó, cái câu nói đó của Đức Phật là cực kỳ rõ ràng. Đó. Cho nên không phải là sở tri sở đắc mà là sự thật. Thì toàn bộ những cái lời dạy của Đức Phật, cái chính là cái lời dạy đó là dạy trực tiếp cho cái người nghe. Thì cái người nghe đó thấy ra sự thật. Đó. Thì lúc đó đó là có hiệu quả ngay lập tức. Ví dụ như có người thì tu sai, có người thì là gặp một hoàn cảnh gia đình éo le gì đó. Rồi tức là mỗi người có một trường hợp khác. Nhưng mà mình cứ ngay trên cái trường hợp của họ để mình chỉ cho họ ra thấy cái đường đi. Tức là họ thấy rõ ra cái sống cách thế nào để mà thoát ra khỏi cái ảo tưởng, cái sai lầm đó, cái quan niệm, cái tư tưởng sai lầm đó của mình. Là cái đó là cái chính. Cho nên Thầy mới nói là trong tu tập á, thực ra chỉ là chuyển hóa hay là điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Mà nhận thức á, là chính. Bởi vì khi Đức Phật Ngài nói đó thì cái người đó phải thấy ra cái đã. Khi mà thấy ra rồi đó thì cái đó mới sống với cái mà thấy ra đó. Cho nên cái mà mình sống với cái thấy ra đó đó là hành vi, còn cái mà nhận ra được cái sự thật đó, đó là nhận thức. Cho nên đó là một trong những cái điều mà Thầy nói trong cái khóa 16 này đó là mình rất cần đến kinh điển, mình rất tôn trọng kinh điển, nhưng mà không lệ thuộc vào kinh điển, mà là phải qua kinh điển đó phải thấy ra sự thật. Rồi sau khi mà mình thấy ra sự thật á, cho nên là có nhiều khi chỉ một câu nói thôi mà mình thấy ra sự thật á, thì bắt đầu mình trở về để mà quan sát, để chiêm nghiệm, để học hỏi, để khám phá, để thấy ra cái sự thật đó ngày càng rõ ràng hơn. Thì đó là cái đặc biệt của đạo Phật là như vậy. Mà rõ ràng là tùy duyên. Tùy duyên tức là gặp trường hợp này thì Đức Phật Ngài nói để trị cho người này, gặp trường hợp kia thì Ngài trị cho người kia, cứ vậy thôi. Và đó là thứ nhất. Cái thứ hai á, toàn bộ kinh điển là nói về cái gì? Hay là toàn bộ những cái điều mà Đức Phật Ngài giảng dạy đó là nói về gì?
Trong đó đó là cái cốt lõi mà Đức Phật Ngài nói đó, chính là đâu là luân hồi sinh tử, đâu là niết bàn, đâu là giải thoát niết bàn. Đơn giản chừng đó thôi. Tức là bây giờ mỗi người đây này, đang ngồi đây, và tất cả những người trên thế giới này, là họ đang ở trong luân hồi sinh tử hay là họ đang ở trong niết bàn, chỉ có chừng đó thôi. Và hai cái điều này đó là thể hiện bằng chính là tứ diệu đế. Thực ra tứ diệu đế là bởi vì nói cho nó rõ ra vậy thôi. Cho nhiều khi Đức Phật Ngài nói là trong cái thân mục trường này là thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Thế giới tập khởi tức là luân hồi sinh tử, và thế giới đoạn diệt là niết bàn. Và như vậy á, thì trong con người mình á, nó có sẵn cả đào đế diệt đế. Cái đào đế diệt đế đó là nó có sẵn, nhưng mà bởi vì á, khi mình chưa thấy ra được sự thật, chưa thấy ra được cái đào đế diệt đế đó, thì mình vẫn là sống theo tập đế khổ đế. Tức là mình vẫn sống theo vô minh ái dục, rồi từ vô minh ái dục đó đưa đến cái phiền não khổ đau. Đó. Mà cái luân hồi sinh tử đó rất là đơn giản, mà mình là nhiều khi mình hiểu ra nó quá xa. Cho luân hồi sinh tử rất là đơn giản, tức là khi mình có khởi lên một cái tâm muốn trở thành, tức là có sinh tử. Thí dụ bây giờ nếu mà mình ngồi đây, tất cả mọi người đều ngồi đây và hoàn toàn tròn vẹn với mình, không khởi lên một cái muốn trở thành gì cả, thì lúc đó không có sinh tử. Không có sinh tử tức là niết bàn. Không có sinh tử tức là niết bàn. Nhưng mà mình á là luân hồi sinh tử là thế này. Luân hồi á thường là thuộc về quá khứ. Thí dụ như hôm qua á, mình bực tức cái gì đó, rồi bây giờ mình ngồi đây nhưng mà lại mình lại không tròn vẹn với cái bây giờ, mà mình cứ luân hồi lại. Tức là mình cứ nhớ lại cái chuyện hôm qua, rồi mình hôm qua là buồn phiền, rồi bây giờ mình nhớ lại một cái là tim đập mạnh, rồi thì là rồi căng thẳng, rồi buồn phiền, rồi chán nản, rồi gì khóc lóc, rồi đủ thứ. Tức là lặp lại cái ngày hôm qua, đó là luân hồi. Đơn giản vậy thôi, chứ đâu có, chứ mình hiểu quá xa đó. Thành ấy đa phần ấy, nhiều khi mình theo kinh điển rồi mình hiểu quá xa đi. Mình hiểu quá xa đi, làm cho mình không có thấy rõ là cái luân hồi, là mình thấy ra được cái luân hồi đó. Ở đây mình đó, là lúc nào mình thấy mình luân hồi, lúc nào mình thấy mình không luân hồi. Mà luân hồi là vậy đó, tức là buồn lại cái buồn ngày hôm qua, vui lại cái vui ngày hôm qua. Mà có khi không phải chỉ ngày hôm qua, mà không biết đời nào á, mình cũng vẫn cứ là lặp đi lặp lại hoài. Thế nên mình không có sống trong một cái đời sống mới mẻ, mà mình luôn luôn là mình sống với cái cũ rích. Sống với những tư tưởng cũ rích, với những cái cảm giác cũ rích, những cái quan niệm cũ rích, tức là như vậy. Thì đó chính là luân hồi và sinh tử. Tại sao nói luân hồi sinh tử? Sinh tử là sinh ra một cái ý tưởng để trở thành, tức là tương lai á. Khi mình khởi lên một cái ý tưởng để mà trở thành tương lai, thì lúc đó là sinh tử, tức là có sinh lên một cái ý tưởng để mà trở thành một cái gì đó, tức là sinh và tử đó. Tức là có sinh có tử đó. Thành ra thực ra sinh tử luân hồi là rất đơn giản, rất dễ hiểu. Mà cái điều đó mỗi người có thể tự thấy mình là lúc nào là luân hồi, lúc nào là sinh tử, mà lúc nào mà không luân hồi không sinh tử thì lúc đó là niết bàn đó. Đại khái là vậy thôi. Chẳng phải, không phải niết bàn là cái gì mà nó quá xa, quá xa xôi. Niết bàn là nó có sẵn từ muôn đời, từ cái ngàn đời nào rồi á đó. Nhưng mà mình là cứ luân hồi rồi sinh tử, cho nên đâu có thấy niết bàn. Mình đâu có tròn vẹn tại đây và bây giờ như nó đang là, cho nên là không có niết bàn.
mà mình là cứ luân hồi rồi sinh tử, luân hồi sinh tử, luân hồi sinh tử, cứ làm cái hoài vậy. Chẳng rồi con từ nơi cái chỗ đó mình mới thấy ra được. Còn cái chuyện mà mình luân hồi là kiếp sau mình sẽ ra sao á, chuyện đó không quan trọng. Mình thường tu là cứ sợ nghiệp này, sợ trả quả này, rồi làm sai rồi bây giờ sợ trả quả. Chứ còn nếu như bây giờ mình không sợ, kiếp sau là sinh ra đâu mình biết. Bây giờ mình cũng biết kiếp sau mình sinh ra đâu. Nhưng mà nếu như mình nói là kiếp sau mà sinh ra đâu thì tôi sẽ học bài học đó, thì đâu có gì đâu sợ. Lúc đó là vẫn tùy duyên phương pháp thôi, chứ đâu có chuyện gì đâu mà sợ. Cho nên là cái sinh tử mà nói là kiếp sau mình sinh sẽ ra thế nào đó, thì nhiều khi cái đó là cái sự vận hành của pháp, cũng giống như là thầy thường hay lấy ví dụ cây mít cái xoài gì đó. Thì cái mít nó lớn lên thì nó có cái quy trình của nó, lớn nó lớn theo cái kiểu cây mít, nó lớn theo cái kiểu cây xoài, là mọi thứ là nó có cái quy trình của nó. Cái quy trình đó chính là cái nguyên lý vận hành của pháp đó. Thành ra nếu như mà mình kiếp sau mình sinh vào địa ngục mà đó là sự vận hành của pháp thì quá tốt, bởi vì như vậy là mình sẽ học một bài học rất là bài học này là rất là khó khăn, nhưng mà mình học được bài học này mới là giác ngộ được á. Không có ai mà chưa đọa địa ngục mà giác ngộ được cả. Người nào cũng phải đọa địa ngục cái đã. Khi đó mới hiểu được địa ngục là sao, thiên đàng là sao, khổ là sao, vui là sao, đúng là sao, sai là sao, thiện là sao, ác là sao chứ. Chứ đâu phải là cứ một chiều thôi mà lại được. Một chiều thôi thì không bao giờ mình giác ngộ giải thoát được cả. Mà giải thoát á, không phải là giải thoát ra khỏi cái bất thiện để mà đạt tới thiện, mà là giải thoát ra khỏi cả thiện và bất thiện. Chẳng phải là giải thoát ra khỏi bất thiện không thôi. Nhưng mà cái thiện và bất thiện á là để mình học ra cái sự đối tác giữa hai bên, để mình thấy ra sự thật. Giống như thầy ví dụ là nói là bây giờ mình đi được á, là mình để ý á, tại sao con người mình là không một chân mà nó là hai chân, là bởi vì khi đi bên này thì qua bên này, đi qua bên này thì qua bên này, thì nó cứ nghiêng qua nghiêng lại vậy mà đi được. Chứ bây giờ nếu mà mình một chân mà đi thẳng bằng, giống như mà giống như họ trong phim mà họ nói ma đó, mày cứ đi vậy đó, nhảy vậy đó. Thì cái đi kiểu đó là đi kiểu của ma, chứ còn người thì không đi như vậy được, mà nó phải hai chiều thành cuộc đời. Nhưng mà hai chiều là để mình thấy ra sự thật, chẳng phải là mình chọn cái chiều nào. Thì cái cuối cùng là giác ngộ, chẳng phải là theo bên này hay bên kia. Có nhiều người á, họ thiền nhưng mà họ rất ác. Thiền nhưng mà người nào mà xấu là dắt nó đi cho rồi. mấy cái người mà xấu xa đó là chiêu diệt đi. Cái đại khái là vậy. Tức là nhiều khi họ thiền quá nó thành ác. Cái đó là trong vi diệu pháp đó cũng có nói cái luật đó đó. Cái luật là thiền là chỗ dựa của bất thiền, bất thiền là cái chỗ dựa của thiền. Ví dụ như một người làm ác nhiều quá rồi, bây giờ tự nhiên thấy mình sai rồi, từ đó không làm được. Thành ra cái thiền này nó lại dựa vào cái bất thiền đó mà nó phát sinh lên. Cho nên cái đó là cái tương đối. Thì á, cái toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật á, đơn giản là dựa lên điều gì? Đức Phật ngài nói là cái người nào mà thiền xạo ở trong uất, trong xứ, trong giới, thì đó là cái người thiền xạo về pháp.
Uống xứ giới là gì? Uống xứ giới tức là, uống xứ giới tức là bây giờ thế này này, ở đây này, bây giờ mình đứng đây, mình ngồi đây. Thì á, khi mình đứng đây đó là có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì nó thấy sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Đơn giản là vậy thôi. Cuộc đời là vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Cuộc đời thực ra đó nó biến hóa vô cùng và nó sinh ra không biết bao nhiêu thứ. Nhưng mà trên thực tế đó thì cái gốc của nó đó vẫn chỉ là mắt, thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, đại khái vậy. Tức là rốt cuộc á là cũng chỉ là cái ở trên cái uống xứ giới, đó là xứ đó. Cái đó là 12 xứ đó. Và giới tức là thật ra xứ với giới thì xứ là nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Và đó là 12 xứ. Còn nếu mà có nhãn thức, nhị thức, thị thức, trực thức, thân thức, ý thức nữa là thành 18 giới. Thì nó cũng chừng đó. Nói gọn lại thì nó chỉ còn danh sắc. Nói gọn lại thì chỉ có danh sắc. Tại sao mà Đức Phật Ngài phân tích như vậy? Phân tích như vậy là để cho thấy rằng, mà đây không phải là phân tích theo kiểu là lý trí, mà đây là chỉ rõ cái sự thật nó đang như vậy thôi. Thì sự thật nó chỉ có như vậy thôi, thì cái bản ngã nó nằm ở đâu? Trong đó nó đâu có bản ngã gì đâu. Nó chỉ có mắt, có sắc, rồi mắt thấy sắc vậy thôi, chứ đâu có bản ngã gì đâu. Nhưng mà tự nhiên người nói là tôi thấy sắc, đó là tự nhiên là mình dựng lên một cái bản ngã đó. Rồi bây giờ tôi thấy khác, người kia thấy khác, là hai người đánh nhau. Tôi phải thấy đúng, còn anh thấy sai. Rồi hai người là đánh nhau, đó, đại cái là vậy đó. Đơn giản, khi té ra đó, tất cả mọi sự trên cuộc đời này đó, mình phải thấy là cái cơ bản là nó xuất phát từ đâu. Bây giờ từ nơi cái chỗ mà xứ và giới đó, nếu mà xứ và giới đó mà nó rõ ràng minh bạch, thí dụ như trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe, trong xúc chị xúc, trong biết chị biết, thì đó là niết bàn rồi, đó là giác ngộ rồi, đó là niết bàn rồi. Nhưng mà mình đó thì lại khác. Trong cái trong thấy đó thì mình tự nhiên là mình cho là ta thấy, mà vì ta thấy cho nên mới phát sinh lên tham sân si, đại ca là vậy. Cho nên đó, cái tham sân si đó là nó không có trong 18 giới. Tham sân si nó không có 18 giới, mà tham sân si đó là ảo tưởng của bạn ngã dựng lên thôi. Và tham sân si đó nó đưa đến đau khổ, thì đau khổ đó cũng là ảo tưởng của bạn ngã dựng lên thôi. Chứ còn không có, trên thực tế là nó không có. Mà trên thực tế đó là chỉ có niết bàn thôi. Nhưng mà mình lại không thấy niết bàn, mình thấy toàn sinh tử không? Mình thấy toàn sinh tử luân hồi không? Chứ không thấy niết bàn. Thì do đâu mà có cái sinh tử luân hồi đó? Thực ra đó chính là uống. Uống là ngũ uống á. Trong ngũ uống á thì cũng mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, nhưng mà từ cái mắt tiếp xúc với sắc thì lại là sinh ra thọ, sinh ra là cái cảm giác. Thực ra cái cảm giác này đó nó cũng chưa chắc là thật. Cái cảm giác đó nó chưa chắc là thật. Nó thực mà cũng không thực. Là bởi vì á cái cảm giác, ví dụ như hồi đó thầy thường hay nói là giả sử có người đánh mình một cái xong vai, nếu mình nhìn lui mà thấy kẻ thù đó thì lúc đó là mình là rất đau. Nhưng mà nếu nhìn lui mà thấy người bạn á thì cái đánh đó rất là dịu dàng. Vậy thì cái đau đó là cũng do mình ảo tưởng ra thôi. Vui lắm khi ngồi ăn cơm á, khi ngồi ăn cơm với nhau á, thấy cái món đó là không ăn. Cái món này nó dở quá mà ăn gì? Mình thử. Này, cái món này á, trong sách á nó nói là cái này nó chữa được bệnh ung thư.
Nó mà ăn cái món này là không, sẽ không có bao giờ có bị ung thư được. Thế là ăn hết rồi. Mà khi kia giờ, bây giờ thấy ngon. Thấy ngon. Rượu nó đâu có ngon. Người nào mà mới đầu mà uống rượu thử coi. Người nào mà mới đầu mà uống rượu cái thứ nó cay, nó khó chịu. Nó, uống vô cái nó cái lùm bụi nó nồng lên, nuốt vô cổ rất là khó chịu. Nhưng mà rồi hồi thấy ngon. Thì ngon bây giờ đó là có thiệt hay không? Hút thuốc cũng vậy. Hút thuốc thì nó cũng... thuốc mà nghe vừa là cái mùi nó khó chịu rồi. Rồi đủ thứ ra nhưng mà lại là vẫn cứ thấy thích. Thì á, cái người ngồi bên á thì nghe cái mùi thuốc á là rất khó chịu, là khổ. Nhưng cái người mà thích hút thuốc á thì lúc đó hít vô một hơi là rất là dễ chịu. Thì lúc đó là người đó là thấy lạ. Vậy thì cái khổ cái lạc đó nó có thật không? Cho nên nó sinh thọ. À, xúc rồi sinh thọ. Thọ rồi á thì tưởng. Tức là nếu mình chỉ thấy nó như thế nào mình thấy như vậy thôi á thì không sao hết. Thì đâu có luân hồi sinh tử. Mình thấy như thế nào thì mình thấy như vậy thôi thì đâu có không luân hồi mà cũng không sinh tử, phải không? Giờ mình hiểu cái chữ luân hồi sinh tử cho đúng nghĩa của nó đó. Thì bây giờ mình chỉ thấy thôi thì nó đâu có luân hồi mà đâu có sinh tử. Nhưng mà cái tưởng đó nó mới bắt đầu là luân hồi. Luân hồi tức là cái mà mình thấy bây giờ đó là xen cái quá khứ vô. Xen cái mà mình thấy quá khứ vô. Cho nên á cái người đó mình đã, ngày hôm qua mình đã ghét rồi. Thì bây giờ mình thấy lại cái người đó đó là ghét gấp đôi. Ghét gấp đôi là bởi vì lại ra là ghét một phần thôi, nhưng mà bây giờ là thêm quá khứ nó thêm vô nữa, thành ra là ghét thêm vô, cho nên nó mới gọi là uổng. Mà tưởng là vậy đó, tưởng là luân hồi đó, tưởng là luân hồi. Ban đầu á thì tưởng là đúng, cái tưởng ban đầu là đúng vì nó chỉ mới nhận cái đối tượng vậy thôi. Nhưng mà sau đó là nó đem quá khứ vô, đó là luân hồi. Rồi nó tưởng tượng tương lai vô đó nữa, thành ra sinh tử. Thành ra mình nhìn một người có thể luân hồi sinh tử ngay đó, phải không? Mình thấy cái hoa có thể luân hồi sinh tử, có thể niết bàn. Mình thấy một người có thể luân hồi sinh tử, có thể niết bàn. Tất cả đều là ở đó thôi, chẳng đâu hết. Tưởng rồi á là lúc đó mới hành động. Lúc đó mới hành động là phản ứng tạo tác. Thì đó là hành. Và cái sắc, cái thọ, cái tượng, cái hành đó đó nó hình thành một cái thức. Ví dụ như là nếu như cái ví dụ như mình tiếp xúc rồi mình thấy đau. Rồi mình mới là tưởng tượng là mình sẽ bị ung thư chẳng hạn như vậy đó. Xong rồi là mình mới là phản ứng lại, nổi sân lên chẳng hạn như vậy đó. Hay là sợ hãi chẳng hạn, thì đó là hành. Thì lúc đó đó cái tâm đó chính là tâm sân, hoặc là nếu mình nổi tham lên thì đó là tâm tham. Thì cái thức đó đó, cái thức này đó nó lại làm hai việc. Một việc á, một cái việc á là nó gom lại cái tiến trình của cái ngũ uất đó, gom lại để nó hình thành ra là cả tâm sân hay tâm tham hay tâm trì gì đó, ngã màng tâm tà kiến gì đó. Xong rồi á là nó lại đưa vào bộ nhớ. Nó làm thêm công tác nữa là nó đưa vào trong bộ nhớ và nó lưu giữ ở trong đó. Vì vậy cho nên khi hình thành một cái ngũ uẩn, mà hàng ngày mình tiếp xúc với mọi thứ là đều hình thành ngũ uẩn cả. Nếu như mà nếu lúc đó không niết bàn thì lúc đó là luân hồi sinh tử. Mà chính cái luân hồi sinh tử này đó là do ngũ uẩn mà ra, tức là do cái tiến trình ngũ uẩn đó mà ra. Do đó đó Đức Phật ngài nói là người nào
mà rành rẽ về cái uống xứ giới là người đó rành rẽ giáo pháp của Đức Phật. Đó, chừng đó thôi. Tức là mình, chứ không phải là mình rành rẽ là mình biết cái kinh này, kinh kia, kinh kia, kinh nổi hết trơn. Mà bây giờ ai thấy được uống xứ giới, mà không phải là ngồi mà giải thích uống xứ giới theo kiểu pháp học, mà là uống đang phát sinh ra như thế nào. Và từ cái uống đó nó tạo ra bản ngã như thế nào. Cái bản ngã đó đó, tức là nó tạo ra kinh nghiệm này, tạo ra kiến thức này, tạo ra bản ngã này. Và từ cái bản ngã đó đó, nó tạo ra luân hồi sinh tử như thế nào là thấy rất rõ. Nếu thấy được cái luân hồi sinh tử đó, và bây giờ nếu mà mình chỉ trong 18 giới đó, mình chỉ thấy, chỉ nghe, chỉ tiếp xúc thôi, tức là mình thấy pháp như thế nào nó là như vậy thôi, thì lúc đó chính là Niết Bàn. Mà rất rất đơn giản thôi, chứ không phải mình cứ nghĩ là Niết Bàn là cái gì đâu. Niết Bàn đó nó có sẵn rồi, tại vì mình khởi lên cái ngũ uẩn, cho nên nó che lấp cái Niết Bàn đó đi, nó hình thành cái bản ngã ảo tưởng. Rồi từ đó nó sống luân hồi sinh tử với cái bản ngã đó. Chứ còn thực ra đó, pháp thì vẫn là Niết Bàn. Rồi bây giờ như vậy là mình thấy được khá rõ rồi không? Thế bây giờ còn cái khâu nữa, vậy thì làm thế nào mà để cho chấm dứt được cái ngũ uẩn đó? Làm thế nào để chấm dứt được ngũ uẩn đó? Thì Đức Phật ngài nói là chấm dứt được ngũ uẩn, mà ngũ uẩn trong đó đó là vô minh ái dục, hay là nội dung của nó là tham sân si. Thì bây giờ tức là qua cái những cái vừa rồi mình nói đó, thì mình có thể đưa đến một cái nhận định là có cái ngũ uẩn phát sinh, hay là có bản ngã phát sinh, thì có luân hồi sinh tử. Thế thì bây giờ muốn trở về với Niết Bàn, muốn hay nói một cách khác là muốn không luân hồi sinh tử, thì phải làm sao? Thì Đức Phật trả lời đó là giới định tuệ. Đó là giới định tuệ, là bát chánh đạo, là 37 cái bồ đề phần. Đó là những cái yếu tố mà Đức Phật ngài giới thiệu. Mà những yếu tố đó không phải là nằm ở ngoài mình, những yếu tố đó nó có sẵn ở trong mình mà mình không biết sử dụng ra. Nếu mình biết sử dụng những yếu tố đó, mà có thể là 37 cái pháp bồ đề hay là bát chánh đạo, thì rút lại là còn giới định tuệ. Nhưng mà bây giờ này, vấn đề là chỗ này, vì người ta không nhận ra được cái giới định tuệ mà nó sẵn có. Thực ra giới định tuệ nó sẵn có ở nơi mỗi người, nhưng vì người ta không nhận ra được cái giới định tuệ sẵn có đó, cho nên Đức Phật ngài phải chế định ra cái giới định tuệ để tạm ứng, tạm thời, để cho cái người này qua cái giới định tuệ mà chế định đó, đến một lúc nào đó đó thì bước đi cái vọng tưởng, bước đi cái chấp trước ở trong ngũ uẩn, thì tự nhiên thấy ra được cái giới định tuệ đã có sẵn. Thì mình phải hiểu như vậy, chứ còn không thôi á, nhiều khi mình lại quá chấp vào giới, quá chấp vào định, quá chấp vào tuệ. Nhưng mà cái giới định tuệ mà chế định á, là chỉ mục đích là để cho cái người nào mà chưa có thấy được cái giới định tuệ từ tánh đã có sẵn á, thì lúc đó phải sử dụng cái giới định tuệ đó đã. Thầy lấy ví dụ như thế này. Thí dụ như là một em bé, từ em bé đó là chưa biết là ra ngoài đường thì phải như thế nào, đi xe, đi lái xe ngoài đường phải như thế nào, đi bên trái hay đi bên phải hay làm sao thì chưa biết gì hết. Cho nên đó, cha mẹ mới nói là bây giờ con phải làm thế này này, con phải làm thế kia này, con phải làm thế nào này. Đó là lúc đầu thôi, đó lúc đầu khi nó chưa biết thôi. Chứ còn khi mà nó đã thực sự mà nó đã trưởng thành rồi, mà để nó biết rồi đó, thì lúc đó ra ngoài đường nó tự biết
phải quan sát thế nào, nó phải phải hoàn toàn tự biết hết. Cho nên là lúc đó nó phải sử dụng cái khả năng sẵn có của nó. Cho lúc đó nó không phải là nói bây giờ áp dụng có sự mẹ dạy cái gì để mình đi cho nó đúng theo mẹ dạy, không còn kiểu đó nữa. Nên mình phải hiểu ra được cái là cái giới định tuệ chế định nó có một cái giới hạn của nó ở ngang đâu và nó cần cho ai, còn có những người không cần tới. Cho nên đó, chính Đức Phật Thích Ca nói rằng là có trong quá khứ có nhiều vị Phật không hề chế định các cái giới định tuệ chế định, bởi vì có thể là trong cái môi trường lúc bấy giờ đó là mọi người đều trưởng thành và tự ý thức lại, từ nhận thức ra, từ nhận biết được sự thật, cho nên không cần phải Đức Phật phải nói là phải làm thế này, phải làm thế kia, phải làm thế nọ. Nhưng mà những cái điều mà giới mà Đức Phật Ngài nói đó thì cũng là Ngài gọi là điều học, chứ Ngài cũng không có nói là cấm đoán. Tức là đó là những cái điều mà để mà học thôi. Học xong rồi á, để mà thấy ra rồi á, thì lúc đó sẽ từ mình thấy. Mà khi từ mình thấy á, không còn 5 điều, 10 điều nữa. Mà từ mình thấy là vô số. Mình sẽ thấy trong tất cả những cái nhỏ nhặt nhất trong đời sống á, mình đều phải từ thấy ra. Thì lúc đó là hoàn toàn phải sử dụng cái khả năng sẵn có của mình, chứ không phải là những cái quy định ở bên ngoài. Do đó mà cũng vì chỗ đó mà nhiều người nhầm lẫn cái giới định tuệ và họ cứ kẹt vào trong cái giới định tuệ đó mà không thể nào mà giác ngộ giải thoát được. Thì ở đây đó nhắc lại một lần nữa là rất đơn giản là để mà không còn cái ngũ uẩn hay là cái bản ngã tham sân si, bản ngã vô minh ái dục đó, thì phải sử dụng giới định tuệ sẵn có ở nơi mình để mà thấy ra. Cái nguyên lý là đơn giản là như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Thật ra đó, bài kinh Tứ Niệm Xứ cũng rất là đơn giản. Mình như thế nào thì mình tròn vẹn thấy mình như vậy, đơn giản là vậy thôi. Bài kinh Tứ Niệm Xứ chỉ có chừng đó thôi là đủ rồi. Nhưng mà bởi vì á, nói như vậy thì có người ta giác ngộ ra liền. Nhưng mà có nhiều người phải nói là vậy là con đó, bây giờ thầy giảng là thầy giảng từ năm 2009 đến bây giờ. Có người vẫn hỏi thầy là bây giờ con phải làm sao? Tức là vẫn muốn thầy chỉ dẫn một cái phương pháp nào đó để mà làm thôi. Chẳng thể nào mà họ là tự thấy ra được. Do đó Đức Phật Ngài phải mô tả ra. Mô tả ra là tròn vẹn thấy biết mình là gì, là thấy thân đang như thế nào thì thấy như vậy, thân thứ như thế nào thì thấy như vậy thôi là đủ rồi, thọ như thế nào thì thấy như vậy, tức là những cảm xúc cảm giác như thế nào thì mình thấy như vậy thôi, là đơn giản. Nhưng mà lại mình lại cũng là làm cho nó phức tạp ra, cho nên thầy mới nói là lạ lùng là cái pháp hành mà Đức Phật Ngài chỉ đó nó rất đơn giản, mà sự thật mà Đức Phật Ngài chỉ cũng hết sức là đơn giản, nhưng mà người ta làm cho nó phức tạp lên. Phức tạp lên là do lý trí của con người á, rồi mới là vẽ vời thêm thắt vô, cho nên á là làm cho nó trở nên phức tạp. Cho trên thực tế đó thì nó rất là dễ thấy, chỉ cần đơn giản là bây giờ mình chấm dứt luân hồi sinh tử một cách rất dễ dàng. Luân hồi tức là mình nhớ quá khứ, trở lui trở tới quá khứ. Sinh tử là mong mọi trở thành tương lai. Còn bây giờ nếu mà mình trở về tròn vẹn tỉnh thức ngay khi mình đang là đi, đang là đứng, đang là ngồi, đang là ăn, đang là gì đó. Hay là lúc đó là cảm thọ gì, cảm giác gì, hay lúc đó tâm như thế nào, thì lúc đó nếu mà trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đang là đó thì có luân hồi không? Có luân hồi không? Không có luân hồi. Đâu có luân hồi về quá khứ. Và có sinh tử không? Không có sinh tử, bởi vì đâu có thành tương lai gì đâu mà sinh tử.
Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầng, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tuệ quán tức là Vipassana đó, tức là thấy ra sự thật đó. Thấy ra rõ ràng sự thật đó. Thì chỉ có tại đây và bây giờ. Mà nếu mình thực sự lại tròn vẹn, thầy thường dùng từ cái tròn vẹn, cái chánh niệm có nghĩa là tròn vẹn, tinh tấn có nghĩa là trở về với thực tại, chánh niệm có nghĩa là tròn vẹn với thực tại, và tỉnh giác có nghĩa là sáng suốt hay là tỉnh thức với thực tại. Chẳng phải là mình lại nhầm lẫn đi, mình lại trở về để xem thử nó như thế nào, như thế kia, tìm cái này tìm cái đó, thành ra là mình cứ mình vẽ vời nó ra thêm mà mình không thấy được, vẽ vời ra quá mình không thấy được cái hiện tại nó chỉ có một sát na thôi, mà mình vẽ vời ra là xem làm sao được, nó chỉ tròn vẹn từng sát na thôi. Rồi mình muốn định lại cũng thật, mình muốn phân tích để cho hiểu, tức là tuệ quá nhiều cũng thật, mà mình định lại cũng thật, vì nó chỉ có một sát na là, thì cái giới định tuệ đó nó phải hết sức tinh vi. Mà tinh vi ở đây đó, mà muốn tinh vi đó thì không phải là tinh vi của bản ngã được, bởi vì không phải tinh vi của lý trí, mà cái tinh vi của cái sự vận hành của pháp. Tức là nếu cứ để cho pháp tự vận hành thì tự động nó sẽ là hoàn toàn tròn vẹn, nhưng mà mình lại cố gắng tròn vẹn thì nó lại dư ra, nó dư ra cho nên nó lại trật, nó khổ dễ. Đó. Những cái nguyên lý đó nó rất là rõ ràng. Cho nên mình là trực tiếp, mình là cố gắng tu chừng nào mình là trực tiếp. Mình muốn thoát ra luân hồi sinh tử, mình là tạo ra luân hồi sinh tử. Mà Đức Phật đó là ngài dạy rất rõ ràng. Thì cái bát chánh đạo, ở trong bát chánh đạo thì Đức Phật ngài nói là trong bát chánh đạo có ba yếu tố dẫn đầu. Ba yếu tố này đó, có ba yếu tố này thì là các cái yếu tố khác đều là trở nên chánh. Đó là chánh kiến, chánh tinh tấn và chánh niệm. Chánh tinh tấn tức là trở về với thực tại, chánh niệm tức là tròn vẹn với thực tại, và chánh kiến tức là thấy thực tại như nó là. Đơn giản vậy thôi, nó rất là đơn giản chứ đâu có phức tạp quá mà như là người ta làm cho nó ra phiền phức ra. Cho nên đấy, khi mà nó phiền phức ra đấy thì lúc đó người ta tu hoàn toàn với lý trí. Nhưng mà khi lý trí đó thì nó lại là kèm theo cái tham vọng, tức là vô minh ái dục hay là tà kiến tham ái. Tà kiến tham ái là vậy đó. Thành ra đó, lẽ ra là rất đơn giản, rất bình thường. Và chính bản thân cái thân thọ tâm pháp này là giúp cho cái trí tuệ thấy ra. Tức là nếu mình chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái thân thọ tâm pháp như nó đang làm thì trí tuệ sẽ phát huy, và đạo đức cũng phát huy. Đạo đức và trí tuệ phát huy ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải là luân hồi hay là sinh tử. Tức là không phải là trở về quá khứ hay là muốn hướng tới tương lai. Và Đức Phật ngài đã nói rất là rõ. Thì khi tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là tinh tấn chánh niệm chánh kiến trong bát chánh đạo, khi có chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm thì lúc đó có chánh định, lúc đó có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh màn, có chánh tư duy, có tất cả các cái yếu tố khác. Cho nên là khi Đức Phật ngài nói cái bài kinh tứ niệm xứ mà nói cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà hiểu đúng á thì gần như là không làm gì cả. Tức là không có tu gì cả.
Bởi vì cái từ tánh nó vốn nó là cái từ tánh vốn nó có. Tức là nếu không có khởi ra cái không bị quá khứ chi phối, không bị tương lai chi phối đó, thì lúc đó tâm chỉ có tròn vẹn với thực tại. Chỉ có tròn vẹn vậy thôi, chứ không phải, chứ không làm. Chỉ có trở về quá khứ mới có làm, mới có tạo tác. Hướng đến tương lai mới có tạo tác. Chứ còn bây giờ mình ngay tại đây thôi chứ đâu có tạo tác gì thôi. Ngay tại đây thì đi là chỉ có thấy đi thôi, cho nên không có tạo tác gì cả. Thì á, quý vị nhớ một cái điều á, lúc nào mình thấy Niết Bàn được á, chỉ cần trở về tròn vẹn tinh thần cái là Niết Bàn ngay tại đó liền. Mà lúc nào luân hồi là biết liền, lúc nào sinh tử là biết liền. Thì cái mà mình biết đó đó chính là thấy ra tứ đế. Mà đắc đạo quả có nghĩa là gì? Đắc đạo quả có nghĩa là thấy rõ tứ đế. Cái người mà khi mà bây giờ tu quá trời, biết bao nhiêu vô lượng kiếp, bây giờ tới đó thấy rõ tứ đế, tức là thấy rõ bốn sự thật như thế nào, luân hồi ở đâu, sinh tử ở đâu, niết bàn ở đâu, thấy rõ thì đó chính là đắc đạo quả. Cho mình đó thì mình lại suy nghĩ cái đắc đạo quả đó nó phải là sao đó. Phật là một người rất đơn giản. Ngài đi bộ. Rồi thì trên đường đi bộ, Ngài mới xin vô trú một cái đêm tại một cái nhà. Thì cái ông chủ nhà ông nói ở đây không có phòng chỗ ở gì hết trơn, ở đây chỉ còn có cái chuồng ngựa. Ông có ở thì ở. Thì Đức Phật nói được, vô chuồng ngựa. Thì vô chuồng ngựa lại gặp có một ông sư cũng ở trong. Ông sư ở trong đó, thì Đức Phật hỏi ông sư đó, hỏi cho là sư đệ là tu với ai? Nói là đệ tu với Đức Phật. Nói là vậy có biết Đức Phật là ai không? Nói không, chưa, bây giờ đang đi tìm. Thì Phật không nói là ta đây nè. Đức Phật không nói vậy, mà Ngài ngồi cũng là giống như hai người mà cùng vô ở trò đến cái chuồng ngựa đó thôi. Rồi mới chia sẻ hồi cái ông kia, ông đắc đạo quả, ông đắc đạo quả, ông lại ông nói tái Phật đây rồi chứ đâu nữa. Những câu chuyện như vậy mà mình lại cứ tưởng là Phật là chiếu hào quang sẹt 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 không à. Đức Phật đi khất thực, thì đi ngang qua một cái nhà, thì có một cái cô giúp việc cái nhà đó. Cái cô đó, cô lúng túng thấy Đức Phật đi ngang qua là không biết cúng cái gì, mà cô thì đang rửa bát. Cô rửa bát thì cô nói là bây giờ nhìn vô trong đang rửa nồi, thì nhìn vô trong nồi thấy còn miếng cơm cháy. Nên nói bây giờ chỉ có mình là cái người giúp việc thì đâu có gì, tất cả đều của chủ hết trơn, mình đâu có gì đâu, chỉ có miếng cơm cháy này là của mình này, bây giờ là mình muốn sử dụng gì là sử dụng này. Thì mình lấy miếng cơm cháy ra đem để bát cho Đức Phật. Nhưng mà vừa để xong thì trong tâm nghĩ là chà, Đức Phật thì người ta cũng cao lương mị vì mà mình để miếng cơm cháy thấy xấu hổ quá. Mà lúc đó cao hứng rồi để rồi, mà để rồi thì là ân hận. Nhưng mà Đức Phật Ngài biết là Ngài ngồi ngay cái gốc cây, bởi vì hồi xưa toàn cây cối không ấy, chứ phải giống như bây giờ mà toàn thành phố không. Đức Phật Ngài ngồi dưới cái gốc cây là ngồi lấy miếng cơm cháy ra. Những hình ảnh hết sức là đơn giản. Và chân lý cũng vậy, chân lý rất đơn giản. Tất cả những gì mình đang sống hàng ngày, tất cả những gì đến đi với mình hàng ngày, tất cả những cái đó đều là chân lý, đều là sự thật. Tất cả sự thật đó đều mang một cái, nói theo ngôn ngữ bây giờ đó, tức là đều mang một cái thông điệp. Mà nếu ai đọc được thông điệp đó thì liền lập tức giác ngộ. Nhưng mình không thấy thông điệp đó, mình chỉ thấy mình tham với sân không. Mình chỉ tham với sân thôi, chứ không thấy cái thông điệp của cái những cái sự việc mà đến đi đó.
đang dạy mình điều gì, đang nói lên cái sự thật gì, mình lại không thấy. Cho nên thực ra là nào là hết sức đơn giản. Thì cái chủ yếu của đạo Phật, cái chữ đạo Phật đấy đó có nghĩa là, có nghĩa là giác ngộ chân lý. Thì làm thế nào mà giác ngộ chân lý? Thì chỉ có là phải thấy chân lý đó như thế nào thôi. Tức là phải thấy ra được chân lý thôi, thấy ra được sự thật thôi. Đơn giản như vậy. Thế thì để mà thấy ra, để thấy ra sự thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần tròn vẹn với thực tại là thấy ra sự thật. Còn mình á thì là có ba cái là, tức là bị luân hồi trong trong quá khứ, bị sinh tử trong tương lai, và bị tha hóa ra bên ngoài. Tức là mình không còn là mình nữa, mình trở thành người khác. Thí dụ như là thấy một cái gì tài tử của đại hàng có cái tóc như thế nào đó, là mình liền làm cái tóc giống tài tử đại hàng. Cái đó gọi là tha hóa. Tha hóa tức là mình không phải là mình. Mình không phải là mình, mà mình muốn biến thành cái người đó. Tha hóa cũng là một loại luân hồi sinh tử. Tha hóa cũng là một, cho nên có ba cái là nhớ nghe. Quá khứ đó, tương lai, đó là luân hồi sinh tử. Và tha hóa cũng là một luân hồi sinh tử, mà biểu hiện cái bản ngã thôi. Tất cả những cái đó đều là biểu hiện cái bản ngã. Vậy thì á, tại sao mà nói tinh tấn? Tại sao lại nói tinh tấn? Tinh tấn có nghĩa là không buông lung phóng dật, tức là không chạy theo quá khứ, chạy theo tương lai, chạy ra bên ngoài, đó là buông lung phóng dật. Còn nếu mà mình tròn vẹn với thực tại đó, trở về với thực tại đó, thì không buông lung phóng dật. Cho nên đó, thầy mới nói là tinh tấn tức là trở về với thực tại. Cái cách thể hiện đó là trở về với thực tại. Trở về với thực tại là sao? Là đang đi thì trở về với đi. Đang ăn thì trở về với ăn. Đang làm cái gì đó thì trở về với cái ngay đó. Thì cái đó gọi là tinh tấn. Tinh tấn thì nó sẽ không buông lung. Thí dụ như bây giờ mình ăn cơm, cái tự nhiên mình lại nhớ tới một cái tô hủ tiếu. là luân hồi sinh tử đó. Đang ăn cơm thì lại ra là mình tròn vẹn ăn cơm đó. Nhưng mà thầy nói đó, một miếng cơm mà nếu mình ngồi mình nhai thật kỹ nó sẽ rất là ngon. Càng nhai là càng ngon, càng nhai là càng ngon. Nhưng mà tại sao không ngon? Không ngon là bởi vì mình không nhận ra được cái ngon đó, là tại vì tâm mình đang nghĩ tới hủ tiếu, nghĩ tới phở, nghĩ tới gì đó, cho nên mình không thấy ngon. Chứ thực ra nếu mình tròn vẹn với nhai bánh mì, nhai cơm, nhai khoai lang là rất ngon. Cho nên mình, Chúa mới nói là mùa màng thì phong phú mà không có kẻ gặt. Tức là ý nói rằng là cơm thì thiệt ngon mà không biết nhai. Rồi cái câu đó là ý là vậy đó. Cơm đó, đi là niết bàn. Đang đi đó, chính đang đi mà tròn vẹn mới đi là niết bàn, mà lại cứ cầu niết bàn thôi. Cho nên thầy mới vận dụng ra là khi hữu sự là mình thần trọng chú tâm quan sát. Bởi vì khi mình thần trọng chú tâm quan sát vào cái đang là đó, ví dụ như là mình đang đi thì thần trọng chú tâm quan sát vào cái đi. Nhưng mà thật ra mình phải hiểu thế này, thần trọng chú tâm quan sát là mình chỉ cần là khởi ra cái thần trọng chú tâm quan sát đó thôi, mình khởi cái tâm đó thôi thì tự động nó tự ra. Chứ không phải là mình phải thần trọng thế này, mình phải chú tâm thế kia, không phải tính toán, vì nó đã có sẵn rồi, ứng là nó ra, nó rất đơn giản. Mà mình lại đâm ra rồi lý trí nó cứ xen vô rồi nó lý luận làm sao, thần trọng cách nào, rồi đây là chú tâm như thế nào, rồi cứ như vậy, cho nên đó là nó lại phức tạp ra. Mà đơn giản là nó sẽ tự ứng. Thì khi hữu sự là thần trọng chú tâm quan sát.
Còn khi vô sự thì trở về tròn vẹn tỉnh thức. Đó là những cái cách vận dụng cái nguyên lý tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là giới định tuệ. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cũng là một hình thức vận dụng giới định tuệ. Thì á, thần đồng chú tâm quan sát là giới định tuệ, trở về tròn vẹn tỉnh thức là giới định tuệ. Và khi mình làm như vậy rồi á, thì mình mới phát hiện ra một cái là bỗng nhiên là mình làm như vậy rồi, bỗng nhiên có một lúc cái tự nhiên mình thấy là quả tâm mình tự nhiên nó sao nó hoàn toàn là hoàn toàn sáng suốt, định tịnh, trong lành. Và khi mà cái tâm mà nó trong lành, định tịnh, sáng suốt như vậy á, thì nó thấy tất cả mọi sự mọi vật một cách mới mẻ hoàn toàn. Tại sao mới mẻ hoàn toàn? Có nhiều người hỏi thầy, ủa sao khi đó sao con thấy nó như là nó mới mẻ, sau đó nó mất? Mất là vì sao? Là vì cái khái niệm thời gian rồi tư tưởng rồi này kia đó, nó xen vô lại. Cho nên lúc đó mình lại thấy cây xoài, cây ổi. Cho lúc đó cái lúc mà tâm mình mà hoàn toàn mà sáng suốt, định tịnh, trong lành á, thì chỉ thấy mọi sự đều là mới mẻ, trong sáng. Cái trong sáng đó là cái trong sáng của trong này, nhưng mà nó ứng ra ngoài đó, nó trong sáng hết đó. Thì lúc đó đó bắt đầu người ta mới thấy ra được một cái điều là cái tâm mình vốn là trong sáng, giống như Đức Phật ngài nói là cái tâm vốn là Pappassara Citta, tức là cái tâm vốn là trói sáng đó. Thì té ra là cái tâm nó vốn sáng, và khi tâm sáng đó, thì thấy tất cả mọi thứ đều sáng. Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Cho nên khi trong lành, định tịnh, sáng suốt thì thấy mọi sự xung quanh đều trong lành, đều sáng ra. Sáng ra. Thì như vậy á, là đối cách khi mà cái tâm mà đối cách á, thì trong lành, định tịnh, sáng suốt. Còn bây giờ buông ra hết cũng không cần đối cảnh, không cần gì cả, buông ra hết thì coi như trở về không, mình không là gì cả. Thì cái lúc mà mình mà trở về không đó đó, thì lúc đó cũng cái tâm đó mà nó là rộng ra, lặng lẽ, trong sáng đó. Đó là bốn cái ứng ra cái tâm khi hữu sự, khi vô sự, khi đối cảnh, khi trở về về tự tánh của tâm đó. Là biểu hiện giới định tuệ. Cho nên bây giờ mình mặc tất cả những cái đó đều có sẵn, sự thật đó có trong tất cả mọi người. Vì vậy cho nên á, nếu mọi người biết ứng dụng nó ra thì sẽ thấy pháp, sẽ thấy đâu là luân hồi, đâu là sinh tử, đâu là tha hóa, đâu là niết bàn, là rất đơn giản chứ không phức tạp như thử là mình mà cái lý trí của mình vẽ vời ra. Thì như vậy đó, tức là thầy đã tóm lược toàn bộ những gì mà thầy nói, đặc biệt là trong cái khóa 16 này. Bây giờ đến còn lại thời gian để cho các Phật tử hỏi, có thắc mắc gì thì hỏi, chúng tôi tới sang năm mới là có lại. Dạ. Kính thưa thầy, hôm nay là buổi học cuối của khóa thiền 16. Chúng con thành kính cảm tạ ơn thầy đã chỉ dạy hết lòng để mọi người thấy ra sự thật, thấy ra cái tâm vốn rộng lặng trong sáng của mình. Chúng con mong gặp lại thầy với nụ cười hoan hỷ trong khóa thiền 17 năm sau. Kính chúc thầy sức khỏe và tự tại. Thưa thầy, chúng con có hai điều chưa thông suốt. Một, khi gặp trở ngại, khó khăn trong công việc hoặc ở gia đình
chúng con không đủ chánh niệm tỉnh giác để ứng xử. Trong một bài giảng thầy có chỉ ra do không nghiêm túc, xin thầy chỉ dạy thêm thế nào là nghiêm túc nhiệt thành, thế nào là không nghiêm túc không nhiệt thành. 2. Có ba loại hỷ: hỷ thọ dục lạc ở cõi dục giới, hỷ ly dục ở cõi sắc giới và hỷ diệt dục ở cõi siêu thế. Xin thầy giải thích thêm về ba loại hỷ này. Một người bình thường sống thận trọng chú tâm quan sát ở trong đời sống thế gian có được hỷ ly dục hoặc hỷ diệt dục được không ạ? Chúng con cảm ơn thầy nhiều. Cái gì á, quên rồi á. Dạ, thưa nghiêm túc và nhiệt thành ạ. Nghiêm túc nhiệt thành. Thật ra là cái nghiêm túc á, tức là mình mà trở về sống trọn vẹn tỉnh thức là nghiêm túc, hay là thần đồng chú tâm quan sát chính là nghiêm túc. Bởi vì á, là mình thường hay á, nghiêm túc á, thì nó ngược lại với cái lơ là, tức là nghe thì mình nghe là hiểu hết, bởi vì nó quá dễ. Tức là thầy nó hiểu rất là dễ dàng, nhưng mà cứ nói nhưng mà khó quá rồi làm không được. Khó quá làm không được là tại vì mình không chịu nghiêm túc, mình không có nhiệt tình. Thì á, nếu mà mình mà sống nghiêm túc nhiệt tình á, thì mình sẽ tự động nó sẽ thể hiện ra những cái điều mà thầy nói. Thật ra đôi lúc chỉ cần nghiêm túc nhiệt tình thôi là được rồi. Thì tự động những cái pháp mà thầy nói hồi nãy giờ đó nó sẽ tự ứng ra. Mà những cái điều thầy nói đó là nó sẽ nói để mà khi mình làm nó tự ứng ra, chứ không phải là nói để mà áp dụng cái lời của thầy. Mình thấy ra rồi mình ứng nó ra. Nhưng mà mình phải, mình không thể là lơ là, mình không thể là kéo bằng chất má, hay là mình buông thả, hay là tới đâu thì tới, không phải vậy. Nghiêm túc là không phải như vậy. Nghiêm túc tức là không phải là tới đâu thì tới, rồi lơ là, rồi chất má, hoặc là tức là vui đâu chút đó, người ta gọi là vui đâu chút đó, thì là tức là thiếu nghiêm túc. Mà cái này á, thật ra định nghĩa thì nói cho để làm sao mà mình thấy ra thôi, chứ còn không có một cái định nghĩa nào nhất định. Đó, thí dụ như thế này, bây giờ khi mình đi mà cái tâm mình để đâu á, tức là lúc đó không nghiêm túc, không nhiệt tình, không nhiệt thành. Nhưng mà khi mình đi mà mình lại là cho nên người ta có dùng một cái từ là chiêm hoàng. Dùng một cái từ là chiêm hoàng, tức là trong cái mà mình tròn vẹn để thấy mình á, nó có một cái, có một chút ý nghĩa của một sự thưởng thức. Mà tại vì mình không tìm thấy được cái hạnh phúc ở trong cái bước đi, trong từng hơi thở, cho nên mình á là đi tìm cái khác. Do đó tâm mình mới chạy rong. Chứ còn nếu như khi mà mình cảm nhận được cái sự an lạc ngay trong cái từng bước đi đó, trong cái sự tròn vẹn tỉnh thức đó, thì lúc đó mình sẽ có nghiêm túc nhiệt tình liền. Đơn giản là vậy thôi. Cho bây giờ định nghĩa thì là từ điển là định nghĩa rất nhiều, nhưng mà làm sao mà thấy được để mà mình vào được đó thì mới được. Còn thứ hai là cái gì? Ba loại hỷ. Một cái loại là dục hỷ, một cái loại là ly dục hỷ, và còn một cái loại nữa là cái hỷ mà của cái trong cái thực giác chi đó, tức là cái hỷ mà của cái người giác ngộ ở đại khái vậy. Tức là cái hỷ mà mình ăn uống ngon mình thích, mặc đẹp mình thích,
hay là nói chung là mình hưởng thụ trong cái sắc thân hương vị xúc á, thì cái đó gọi là dục thị. Mình thích thú trong cái sắc thân hương vị xúc á, thì cái đó gọi là dục thị. Còn lý dục thị đó, tức là những người mà đắc, những người mà an trú trong định sắc giới và vô sắc giới. Những người an trú định sắc giới và vô sắc giới đó, thì người đó gọi là ly dục thị. Ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. À, thì cái đó là cái hỷ mà trong cái ly dục. Còn cái hỷ mà ở trong cái yếu tố giác ngộ đó, à, ví dụ như trong thất giác chi thì có cái hỷ giác chi đó, thì cái hỷ này á là cái hỷ vì không có bị trói buộc, không bị căng thẳng. Thí dụ như khi nào mình mà bị căng thẳng hay là mình hồi hộp, mình lo sợ hay là cái gì đó đó, thì mình không thể nào mà mình cảm thấy là thư thái, khinh an thư thái được. Mà khi mà mình trọn vẹn, mình thực sự trọn vẹn với thực tại, thì lúc đó nó sẽ có cái hỷ đó. Cái tâm mình bị trói buộc bởi cái này, bởi cái kia, bởi căng thẳng, bởi lo âu, bởi sợ hãi đủ thứ. Thế bây giờ tự nhiên nó lại, khi mà mình nó tròn vẹn với một cái hiện tại một cái, thì tự nhiên nó biến mất tất cả những cái đó. Thì lúc đó một cái hỷ mà giống như hồi nãy thầy nói đó, tự nhiên tâm mình nó vắng lặng hoàn toàn, và thấy tất cả mọi cái sao mà nó sáng, nó đẹp, nó mới mẻ, tinh anh, kỳ diệu. Thì lúc đó đó, cái tâm đó là cái tâm hỷ của một cái hỷ bị bỏ xuống tất cả mọi cái gánh nặng, bỏ xuống cái mọi trói buộc. Thì cái hỷ đó là một cái hỷ của một cái gọi là ung dung tự tại, tự tại vô ngại. Thì đó là cái hệ đó, thành ra ba cái hệ đó là khác nhau. Cái hệ mà trong ngũ dục á, thì nó sẽ đưa đến đau khổ. Bất kỳ một cái lạc nào mà ở trong ngũ dục đều có thể đưa đến đau khổ. Còn cái thứ hai đó là cái hệ mà ở trong thiền định á, thì cái hệ này đó nó chỉ có trong thiền định mà thôi. Còn khi ra khỏi thiền định rồi á, thì có khi nó lại bực hơn. Tức là người nào càng tu thiền định nhiều chừng nào, thì khi ra gặp những cái chuyện ngoài đời á, là càng khó chịu nhiều chừng đó. Đó. Cho nên á, Đức Phật càng nói là cái định nó chỉ là hiện tại lạc trú thôi. Tức là hiện tại, tức là cái lúc mà vô cái định đó đó thì hỷ thôi. Nhưng mà ra khỏi rồi á, thì là phiền phức hơn. Đó. Cũng giống như á, mình nói vật chất cho nó dễ hiểu, nếu mà mình cứ ra lao động ngoài bình thường á, thì lúc đó mình không còn sợ nắng sợ mưa gì. Đó. Nhưng bây giờ mình cứ ở trong nhà biết á, nó cái điều hòa ra cho nó cái nhiệt độ nhất định nào đó rồi á, thì sau này mình đi ra mở cửa ra cái là rất là khó chịu. Thì cái việc mà người ở trong đền rồi mà ra khỏi đền á, thì nó ở trong đền thì rất an lạc, cũng giống như mình ngồi trong mây lạnh. Nhưng mà khi mình ra ngoài một cái mà gặp cái thời tiết mà nóng này kia, chuyện này chuyện kia, mình sẽ rất bực. Thì cái người mà ra khỏi đền nó cũng như vậy. Cho nên á, cái hỷ đó đó là cái hỷ cũng là tương đối, và cái hỷ đó cũng vẫn đưa đến đau khổ. Chỉ có cái hỷ mà của cái người không còn trói buộc gì cả đó, không còn bị trói buộc gì cả, tức là ung dung tự tại, cho dù có khổ có vui có gì đi nữa thì người đó cũng chẳng sao hết trơn. Thì cái hỷ đó đó mới là cái hỷ mà của người giác ngộ. Rồi bây giờ ai hỏi cái khác? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô, con xin hỏi thầy này, thì cái tâm của con ấy, thì khi con thấy mà con không phân biệt, con biết là con đi, con nghe con biết con nghe, và con nhìn con biết con nhìn, con ăn thì con biết con ăn, con không phân biệt, con chỉ thấy đó là như vậy. Thì cái thấy không phân biệt đó, cái sự sáng suốt không phân biệt đó,
thì cái đó gọi là gì ạ? Thì là không tương biết. À, con thấy thì con biết là con đi này, và con nghe, con cứ nghe. Ừ. Nhưng con không phân biệt cái tính thấy đó gọi là gì ạ? Thì thấy đó là cái đó là chánh niệm tỉnh giác. Dạ. Nếu mà trong thấy chị thấy, trong nghe chị nghe đó, thì là lúc đó là chánh niệm tỉnh giác. Còn thường á là thầy. Cái thường á là cái thấy biết của mình á là thấy biết theo tục đế. Tức là mình biết rất là thành, nói cái đây là cái chai liền, đây là cái hoa liền, đây là cái ly liền, đây là cái muỗng liền, thì cái đó là cũng biết, cũng thấy biết, nhưng mà thấy biết theo tục đế. Còn phải phân biệt được cái thực đế và chân đế. Chân đế đó là cũng thấy, nhưng mà tâm hoàn toàn giống như là bất động. Bất động trong thời định. Bất động tức là nó vẫn là, nó không bị chi phối bởi cái bên ngoài đó. Còn khi mình đã khởi lên cái tâm là thích hay không thích, hay là cho là thế này, tưởng là thế kia đó, thì lúc đó là tâm mình đã đồng rồi. Còn nếu tâm mà vẫn cứ nhìn, cứ nghe, mình không cần phải ngồi lại để tập trung định gì cả. Mình ngồi bình thường thôi. Máy bay bay qua mình nghe, gió thổi mình cũng thấy mát, tất cả mọi cái đến đi mình đều thấy rõ, mà tâm vẫn là an nhiên tự tại. Thì đó là thiết, nên mình không làm gì cả. Đó mà đó mới là chánh niệm tỉnh giác. Chứ còn bây giờ mình có là máy bay qua. Làm gì vậy cho nó mệt. Mà khi mình nói như vậy là nói được có 3 tiếng à. Trong khi đó nếu mình máy bay nghe cái là mình nghe rồi, nó lớn lên dần rồi nó đi là mình đều nghe hết. Nhưng mà nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới mình. À, nó khác. Thì cái đó chính là trong thấy gì thấy, trong nghe gì nghe. Vậy đó là rất tốt. Nhưng lúc đó mình phải biết rõ là tâm mình lúc đó rất là sáng suốt, là rộng lành trong sáng, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành. Mình phải thấy rõ. Tất nhiên là không phải nói theo cái ngôn ngữ mà thầy vừa nói, đó là do nói phải nói vậy thôi. Cho nhưng mà mình khi mình thấy là mình thấy rõ cái tâm mình nó đang rõ ràng minh bạch là cái gì. Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ con xin hỏi thầy là như thế nào gọi là giác ngộ ạ? Và khi giác ngộ thì mình có còn tham sân si nữa không ạ? Và nhất là sân ạ, mình có còn sân nhiều nữa không ạ? Giác ngộ nó tùy nhiều trình độ. Thí dụ như là cái trình độ giác ngộ mới được Đức Phật gọi là Tu Đà Hoàn á, thì chỉ có không còn thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, nhưng mà vẫn còn thấy hoa đẹp vẫn thích, nói chung là sắc thanh hương vị xúc vẫn thích, thậm chí vẫn có thể lấy chồng lấy vợ đó. Và vẫn sân, vẫn còn sân, đại khái là vậy. Còn Tư Đà Hàm thì bớt đi, tức là bây giờ thấy hoa đẹp thì cũng vui vui vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi mà quá thích. Hoặc là chuyện gì đó có đụng chạm với mình thì đôi lúc cũng có hơi bực chút, nhưng cũng đến nỗi quá sân. Đại khái vậy, đó là Tư Đà Hàm. Còn đến A Na Hàm á thì là không còn cái đó. Tại vì sao? Thì tâm A Na Hàm á thì cũng giống như cái tâm mà thiền định vậy đó. Tức là lúc đó cái định lực của họ rất cao, mà nhưng không phải là nhập thiền định, nhưng mà tâm họ luôn luôn vẫn định. Tâm họ là bây giờ gặp chuyện gì có dù xáo trộn bao nhiêu nữa tâm vẫn định, thấy tất cả mọi chuyện là bình thường, là bởi vì trình độ như vậy thì nó là như vậy. Thì nghe là tâm vẫn cứ bình thường thôi. Thì nó vậy thôi chứ sao. Cho nên cái tâm người đó là vẫn bình thường. Cho đến mà khi đó, mà tâm hoàn toàn bất động trước mọi sự. Tức là dù cho cái chuyện gì xảy ra bên ngoài mà như thế nào đi nữa đó, thì cái tâm người đó vẫn hoàn toàn là đầy cả trí tuệ và từ bi. Có nghĩa là cái tâm hoàn toàn là rộng lặng trong sáng, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành. Thì như vậy tức là
là cái tâm mà cái tâm của cái người giác ngộ. Nên cái giác ngộ đó đó, giác ngộ là thế này. Thí dụ như mình thấy sợi dây, mình tưởng con rắn, thì đó là mình đang là tưởng là cho là, và từ cái tưởng là cho là đó cho nên mình nói là phải diệt cái con rắn này đi, phải đuổi con rắn này đi, hay là phải bỏ chạy cho xa chẳng thôi nó cắn là đại đấy. Thế nên là hệ mà đã tưởng là cho là thì phải có, thì có phải là sẽ là. Đó. Thế nhưng bây giờ mình lại thấy ra được, giác ngộ là mình thấy ra được sự thật, không phải đây là con rắn mà đây là sợi dây, tức là thấy ra sự thật. Giác ngộ đơn giản là thấy ra sự thật thôi. Đó. Mà cái sự thật lúc đầu thì mình thấy sự thật này, thấy sự thật kia. Thí dụ như bây giờ mình buồn phiền một chuyện gì đó, tại mình chưa thấy sự thật. Bây giờ mình thấy sự thật rồi, tự nhiên mình không buồn phiền nữa chẳng hạn. Thế này, tức là mình thoát ra khỏi được một cái. Tức là nói là giác ngộ thì giải thoát là vậy. Mình thì mình hay sai lầm một cái là cứ muốn giải thoát, nhưng mà phải giác ngộ mới giải thoát. Tức là mình đã thấy ra được cái trường đó, cho nên mình không bị cái trường đó ảnh hưởng nữa. Thì thấy ra sự thật rồi, cho nên mình không bị ảnh hưởng nữa. Thì đó là giác ngộ giải thoát từng phần. Cho đến khi mà như thầy nói đó, cho đến khi mà cái tâm mình mà cho gì, cái chuyện gì xảy ra trên cuộc đời này mà ghê gớm gì đi nữa, tâm vì đó vẫn là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ tức là thấy nó là như vậy, mà từ bi tức là không hề bực tức hay là cũng hề buồn phiền gì cái chuyện đó cả, bởi vì thấy rõ sự thật như vậy là thì nó là như vậy. Vậy đó. Đó là giác ngộ. Chứ đừng nghĩ giác ngộ là cũng giống như này thầy nói đó, không phải giác ngộ cái là thì phóng sạch sạch ánh sáng cho ra, không phải vậy. Tất nhiên là điều đó đó là cũng có, chứ không phải không có, nhưng mà không phải là như mình nghĩ. Ví dụ như là khi một cái người mà cái tâm họ đang là rất là bình thản, rất là thoải mái, rất là trong sáng, thì tự nhiên mình nhìn vô mình thấy là nó sáng ra, người đó nó giống như sáng ra đó. Hoặc là nó hiền hòa, từ bi, hỷ xả, thì thấy cái gương mặt rất là hiền hòa, đại khái là vậy. Thì có thể mình cảm nhận được cái đó. Nhưng mà khi mình người ta đứng trên cái phương diện là cái khí hay là cái năng lượng đó, thì có người người ta lại là có cái khả năng nhìn cái năng lượng thì người ta thấy đó là hào quang. Mà thực ra hào quang là ai có hết, đều có khi nổi giận thì hào quang đen. Dù vậy. Nói có ai hỏi gì. Dạ bạch thầy, cái mà chìm đắm trong hiện tại đó thầy, thì nó thuộc về luân hồi hay là nó thuộc về sanh tử? Dạ, yeah. Cái xã của mấy người thiền định đó, là cái xã đó là thuộc về cái đó là chìm đắm trong hiện tại đó. Dạ, còn cái xã của người vị A La Hàm, thầy nói nãy A La Hàm thì có cái xã, thì cái xã đó cái xã đó là không còn bị chấp trước, không còn bị ảnh hưởng gì cả, là khác. Dạ. Còn cái định xạ của cái người mà thiền định, mà thiền định theo kiểu hữu vi hữu ngã đó, thì cái đó là bị kẹt trong hiện tại đó. Tức là cái câu hỏi này cũng rất hay, tức là mình nhớ điều này, mình chỉ thấy hiện tại như nó là, chứ không phải là an trú kẹt vào trong hiện tại. Có nhiều người lại quá nặng cái chuyện hiện tại đến độ là cứ phải là trở về với hiện tại không thôi là cũng sai. Không phải, tức là trở về với hiện tại để thấy hiện tại đang như nó đang là. Đang là có nghĩa là nó vẫn luôn trôi chảy, chứ không phải là hiện tại là mình dừng lại. Bây giờ nếu mà mình hoàn toàn dừng lại á, thì nó là định. Nhưng mà định như vậy á, thì nó lại là cũng là chìm đắm trong hiện tại. Cái chỗ này là hơi sâu á, cho nên là rất ít người nhận ra. Cứ tưởng là mình ngồi thiền định mình không ảnh hưởng gì bên ngoài nữa là coi như hay rồi đó, nhưng mà không phải. Như vậy là bị chìm đắm trong hiện tại đó.
vì cái hiện tại lạc trú, cho nên bây giờ chìm đắm trong cái hiện tại lạc trú đó thì cũng được. Nên nói là không chìm đắm trong quá khứ, không chìm đắm trong hiện tại, cũng chìm đắm trong tương lai. Chìm đắm trong quá khứ là luân hồi như hồi nãy thầy nói đó, chìm đắm trong tương lai là sinh tử như hồi nãy thầy nói đó. Nhưng mà chìm đắm trong hiện tại đó thì người ta gọi là trầm không trệ tịch. Người ta gọi là trầm không trệ tịch. Và đôi lúc là cũng giống như cái người mà bây giờ không biết gì cả, bây giờ chỉ có ngồi nhậu nhẹt thôi. Thế là bây giờ chỉ có nhậu nhẹt thưởng thức ở đây thôi, thì người đó là chìm đắm trong hiện tại. Vì vậy cho nên á, không phải là ở hiện tại, mà là cái giác ngộ đó là thắp sáng hiện tại, chứ không phải là soi sáng hiện tại, chứ không phải là trú vào hiện tại, mà là soi sáng hiện tại. Soi sáng bằng gì? Bằng giới định tuệ, bằng thần cộng chú tâm quan sát, bằng trở về cầu nguyện kiến thức. Thì cho nên thầy mới nhấn mạnh vào những cái nguyên lý đó. Chứ còn hiện tại á, hiện tại nó là cái hiện tại đó, nó tùy thuộc vào khả năng giác ngộ của mỗi người. Tức là khả năng giác ngộ, tức là cái khả năng, cái tầm nhìn rộng, tầm nhìn sự thật rộng lớn. Không phải là chỉ thấy cái này là thật, cái kia là thật, từng cái một cái như vậy, mà là khi cái tâm mình mở ra đó thì thấy tất cả các pháp, thấy tất cả các pháp đều là chân đế. Đó. Thì lúc đó đó là cái tâm rất rộng lớn. Cái rộng lớn đó đó nó có hai chiều. Rộng lớn chiều không gian, tức là cái tâm đó vô tận. Vô tận chứ không phải là tượng tâm mình vô tận á, tượng tâm mình vô tận là nó lại thiền vô sắc giới. Còn đây á, là cái tâm của cái người đó nó mở ra vô tận. Thì nó vượt khỏi thời gian, vượt khỏi không gian. Và đồng thời đó, cái tâm người đó có thể bao trùm cả quá khứ, cả tương lai. Cái này cũng dễ hiểu thôi, chứ không phải khó. Tức là bình thường mình cũng được như vậy. Thí dụ như bây giờ một cái người mà có chỉ biết hiện tại thôi á, chỉ biết hiện tại thôi, chỉ biết sống trong hiện tại thôi á, mà cái chỉ biết hiện tại và sống trong hiện tại đó đó chính là cái hiền sinh trụ nghiệm. À, có một cái thời mà ở Tây Phương là có cái thuyết hiền sinh. Cái thuyết hiền sinh đó đó là bị đắm chìm trong hiện tại, chỉ biết sống với hiện tại, chỉ biết thưởng thức hiện tại thôi, chứ không cần nghĩ gì tới tương lai. Mà không phải vậy. Thực ra khi cái tâm mình mà mở rộng ra đó thì mình bao trùm cả quá khứ và tương lai, bao trùm cả quá khứ và tương lai, chứ không phải là ở đây mà nhớ tới quá khứ hay là mong mơ ước tương lai, mà nó bao trùm cả quá khứ và tương lai. Cái lúc đó không phải sợ tương lai, không biết ngày mai ra sao rồi gì nữa cả. Cho dù là ngày mai như thế nào hay là kiếp sau như thế nào thì không thành vấn đề nữa. Tức là nó đã bao trùm cả quá khứ cả tương lai, mà nó không bị ảnh hưởng bởi quá khứ và tương lai đó. Chẳng phải là chỉ có hiện tại không thôi. Thế đó là cái nhắc cái từ mà đắm chìm trong hiện tại đó cũng là hay đấy. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là cái định mà diệt thọ tưởng định nhé, thì nó có phải là mình thấy trong hiện tại không, thấy rõ trong hiện tại không thầy? Cái diệt thọ tưởng định á, theo kinh điển á thì nói là người mà muốn đạt được diệt thọ tưởng định á là người đó phải có hai điều kiện. Một là đắc được phi tượng xứ, và hai là đắc tối thiểu là quả A-na-hàm. Chẳng phải ai cũng diệt thọ tưởng định được. Nhưng mà khi nói như vậy á thì đâm ra mình lại rơi vào một cái khái niệm là phải như vậy, phải như kia mới là được như vậy như kia. Theo thầy thì thầy không hiểu theo kiểu đó.
tất cả các cái trạng thái trong cuộc đời này, từ thấp nhất cho đến cao nhất, thì mọi người đều có khi có lạc vào đó cả. Thì tất cả những cái trạng thái là có thể là do cái duyên lúc nào đó, nó đến cái lúc nào đó thì nó sinh, nó ra cái này, cái đỉnh này, có cái đỉnh kia, hay là tuệ này, hay tuệ nọ gì đó. Là mọi người đều cứ trải nghiệm, chiêm nghiệm, quan sát, là nó sẽ phát hiện ra rất nhiều thứ. Cái người mà bắt đầu mà chiêm nghiệm vào cái thực và đã thấy ra cái thực á, trên thực tế đó là mình cứ trải nghiệm đời sống thì nó sẽ trải qua tất cả những thứ đó hết. Thậm chí Niết Bàn, hồi nãy thầy nói đó, Niết Bàn cũng có sẵn ở trên rồi, chứ đâu phải là nhiều khi mình ở trong Niết Bàn mình không biết Niết Bàn, cho nên là gọi là chưa có chứng ngộ. Chứ thực ra đó, mình ở trong Niết Bàn rồi mà mình chứng ngộ thôi. Chứng ngộ tức là sao? Thí dụ như bây giờ thầy uống cái nước thì thầy cũng thấy nó chua chua, ngọt ngọt, thế này thế kia. Bây giờ có người mới nói với thầy rằng là cái thuốc này là trị ho. Lúc đó mới nói, thì ra là thuốc trị ho. Vậy thôi. Thế còn mình đã uống rồi. Tất cả các pháp đều có sẵn ở mọi người hết. Cho nên là do duyên thì nó thấy ra cái pháp này, do duyên thấy ra pháp kia. Một hồi á, là mình tại vì sao? Tâm mình nó cứ hướng ra bên ngoài, hướng tới Niết Bàn, cho nên không bao giờ thấy Niết Bàn được cả. Vì mình cứ nghĩ Niết Bàn nó ở đâu, làm sao mình thấy Niết Bàn? Mà tái ra Niết Bàn nó nằm ngay đó, mình không thấy. Thì cái không thấy là không phải vì không có, mà vì cái tâm mình nó hướng đi đâu á, cho nên nó không thấy thôi. Nhưng mà đến khi mình cứ trải nghiệm đi, đến một lúc đó mình gặp một cái người họ giác ngộ, họ nói là cái đó là vậy đó, thì mình mới là mình mới ra một cái, mình nói lúc đó gọi là ngộ. Ngộ chứ thực ra là mình đã thấy biết nó từ lâu rồi, chứ không phải là bây giờ mới ngộ. Dạ con thưa thầy, cho con hỏi là hiện tại thì nó là cái gì? Có phải là những cái mà mình đang nghe thấy, đang nhìn thấy, đang ngửi thấy, nếm thấy, cảm thấy không? Hay là nó là cái đang xảy ra, ví dụ như tình hình kinh tế thế giới đang suy thoái, rồi bố mẹ ở nhà đang vất vả, đấy có phải là hiện tại không? Thì đúng là hiện tại. Cái gì mà mình đang thấy, đang nghe, đang diễn ra rồi đó là hiện tại. Còn cái gì mà đã thấy, đã nghe, đã diễn ra thì gọi là quá khứ. Còn cái gì mà sẽ diễn ra thì đó là tương lai, đã thôi. Tất cả một cái hiện tại đó. Nhưng mà mình, bởi vì mình đang sống trong hiện tại, cho nên mình phải thấy ra hiện tại. Mà nếu mình để mất cái thời gian để mà không thấy ra hiện tại, cái là mình bỏ mất. Mình bỏ mất á, thì mình lại rơi vào cái si mê hay là vô minh. Mà nếu mình thấy ra đó, trong hiện tại mình thấy ra đi, làm gì mình cũng thấy ra được hết á, thì tự nhiên mình thấy mình rất là sáng suốt, rất là thoải mái. Nhưng khi mình mà không thấy ra mình á, thì đâm ra mình sẽ ân hận chuyện này, ân hận chuyện kia, nhớ chuyện này, nhớ chuyện nọ. Nên đó là chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính là đây. Tức là mình chỉ có thể là soi sáng cái pháp tại đây và bây giờ. Mà cái thực tại đó, cái hiện tại nó có thể là bao trùm cả vũ trụ, nhưng mà mình đơn giản là còn vẹn với cái thực tại của thân thọ tâm pháp. Thân thì mình biết rồi nè, thọ là những cảm giác cảm xúc thì mình cũng biết rồi nè, tâm là những cái thái độ thế này thế kia thì mình cũng biết rồi nè, còn pháp chính là cái mà tương giao hay là mối quan hệ với chung quanh. Nhưng mà lúc nào tương giao với cái gì thì lúc đó gọi là pháp thôi, chẳng phải là mình nói hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi tâm mình mà nó đối cả
một cách toàn diện, thì lúc đó tâm mình sẽ là trong lành định tịnh sáng suốt vậy thôi. Thì lúc đó tâm mình nó sẽ đối với toàn cảnh. Thành ra cái hiện tại đó có thể là hiện tại là đang cầm cái chai nước lên để cái chai nước xuống, đó là hiện tại. Nhưng mà hiện tại cũng có thể là đang tất cả mọi cái đang xảy ra trong trong trên thế giới này. Nhưng mà mình chỉ cần biết cái gì mình đang trong cái phạm vi mà mình có thể đang thấy biết. Còn cái thấy biết đó có thể là nó mở ra. Ví dụ như Đức Phật Ngài có thể ngồi đây mà Ngài biết là ở cách đây một cái bao nhiêu cái tam thiên đại thiên thế giới xảy ra chuyện gì, Đức Phật Ngài biết cái chuyện đó là chuyện khác nữa. Tức là cái tầm mở rộng của cái tâm của mình ấy, thì lúc đó cái thực tài nó lại là khác. Thực tài của từng người, mỗi người ở trong cái phạm vi thấy biết của cái người đó, thực tài là như vậy. Thực tài tức là cái sự kiện diễn ra trong hiện tại gọi là thực tài. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là khi con có một cái nỗi lo lắng gì đó, hoặc là cái thân con bệnh hay đau đớn gì đó, thì con quay trở về với hiện tại, thì con thấy cái quay trở về với cái nỗi lo lắng đó hoặc là cái thân bệnh đó, thì con cảm giác là nó nỗi lo lắng đó lại tăng lên chứ nó không có giảm bớt, thì có vẻ là con trở về trọn vẹn không đúng hay sao thầy? Xin thầy chỉ cho. Phải rồi. Có hai cái thái độ trở về để mà ứng với cái thực tại. Thì thường á là mình trở về với cái thực tại nhưng mà mình có tham và sân trong đó. Mình không thấy được cái ngấm ngầm cái tham và sân trong đó. Thí dụ như thế này, bây giờ mình đang đau thì tự nhiên mình trở về với cái đau, nhưng mà trở về với cái đau với tâm sân. Cho nên nó càng đau thêm. Nó chỉ đau thêm khi nào mà mình tâm sân thôi, tức là khi nào mình đối kháng với nó thì nó mới đau thêm thôi. Còn nếu mà mình thực sự trọn vẹn với cái đau đó đó thì cái đau đó nó sẽ giảm xuống rất là rõ ràng. Tức là nếu mình thực sự trọn vẹn á, thì bây giờ mình không trọn vẹn, mình vẫn là trở về để kiểm duyệt nó, chứ không phải là trở về để trọn vẹn thực sự với nó, không phải là cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Và hơn nữa đó, hơn nữa khi mình trở về thì mình lại trở về với lý trí, với phán đoán, với phê phán, với tham sân. Còn á, nếu mình trở về với là giới định tuệ, hay là trở về với là trí tuệ và từ bi, thì lúc đó đó mình sẽ cảm thông với nỗi đau đó, mình sẽ thương yêu nỗi đau đó, mình sẽ cảm ơn nỗi đau đó. Thì lúc đó nó lại khác. Đó, thành ra nó còn tùy cái thái độ của mình đối với cái trở về đó. Thì nó vì trở về nó sai, vì cái thái độ của mình trở về sai, cho nên nó mới tăng. Còn nếu mà trở về đúng á, là thấy hiệu quả rất là rõ ràng. Mình đang mệt thật sự á. Cho nên người ta bây giờ người khoa học người ta cũng tư vấn như vậy đó. Thí dụ như bây giờ mình đang nhồi máu cơ tim, hay là mình đang bị đột quỵ, thì tốt nhất là mình hoàn toàn yên lặng để mà trọn vẹn với cái nó thôi, thì nó sẽ tự động nó sẽ điều chỉnh. Nhưng mà mình lại lúc đó là mình sợ hãi, mình đã đột quỵ rồi mà mình lại còn sợ hãi nữa, thành nó càng nhồi máu cơ tim thêm nữa, nó càng căng thẳng thần kinh thêm nữa, cho nên nó là hỏng hết rồi. Trả nó về cho Thượng Đế. Trả Pháp về cho Pháp, để cho Pháp từ vận hành. Thì lúc đó là lúc đó nó sẽ xuống rất là rõ ràng. Đó. Có một người cũng đã hỏi thầy như vậy đó, đó. Tức là nói tại sao mà con trở về với cái hiện tại, thì ví dụ như sân mà trở về với cái sân thì sân nó cần tăng lên, hay là trở về với cơn đau thì đau nó càng tăng lên. Chỉ có khi nào mà mình trở về với một cái sự phê phán hay đối kháng gì đó đó thì nó mới tăng lên thôi. Còn thực sự tròn vẹn đó là nó giảm rất rõ.
Rồi bây giờ. Dạ thưa thầy, cho con hỏi lúc nãy thầy giảng tới cái việc lúc mà mình gặp hữu sự á, thì mình phải giống như là trọn vẹn với hiện tại và mình thận trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà thường khi có hữu sự á, thì mình sẽ bị liên đới với những cái kinh nghiệm và va vấp trong quá khứ, thì mình lại bị dính vào cái luân hồi. Tại cái đó giống như là tự cái bộ não mình nó sẽ tự kích hoạt cái tiềm thức đó thôi, chứ mình cũng không phải là mình muốn, nhưng mà mình sẽ nhớ là những cái kinh nghiệm trong quá khứ mình xử lý sự việc hoặc là mình va vấp trong sự việc đó, để mình nhìn thấy cái tai nạn trong hiện tại rồi mình cố gắng mình chú tâm để mình xử lý, thì mình lại bị dính vào cái luân hồi. Thì ý con hỏi nếu như vậy thì mình có cách nào mình không cho giống như là bộ não mình nó tự nhớ về những cái việc trong quá khứ luôn này. Đó, cái này á là cũng do cái trình độ nhận thức của mình. Thí dụ như khi một cái người mà sở dĩ họ tròn vẹn được á, thì nó cũng do một cái quá trình nhận thức, qua cái quá trình mà hiểu biết bản thân mình đó. Thí dụ như một người, bây giờ mình nói chung chung ngoài đời bình thường á, một người gặp một cái chuyện gì đó, thì tự nhiên là cái tâm nó tán loạn một thứ, tức là một là nhớ tới quá khứ, hay là muốn tương lai như thế này, tức là thầy nói là tưởng là, cho là, phải là, sẽ là đó. Ở trong đó là quá khứ, tương lai và bên ngoài gì đó là nó chi phối mình đi. Cho nên đó, khi nó chi phối như vậy đó, là mình không thể trọn vẹn được. Nhưng mà tại sao mình bị chi phối? Tại vì mình cái trình độ nhận thức của mình nó chưa đủ, cho nên mình bị chi phối. Còn khi mình nhận thức được rằng là cái điều mà đang xảy ra đó, cái điều xảy ra đó, kể cả những nghịch cảnh, thực ra nó đang giúp mình. Thực ra tất cả những nghịch cảnh mà ở bên ngoài hoặc là ở bên trong mình xảy ra đó, thực ra là cái người nhận thức chín chắn sẽ thấy rằng là những điều này nó đang đến giúp mình, chứ không phải là nó đến hại mình. Mà khi nó đến giúp mình á, thì lúc đó mình sẽ là diệt tình, mình sẽ là nghiêm túc để mà học hỏi, để mà chiêm nghiệm, để mà thấy ra. Nhưng mà mình á lại là mình cứ nghĩ đó là hại mình. Cho nên là cái đó là do cái tưởng là, cho là, phải là thế này đó, cho nên á mới là sinh ra những cái phản ứng của nội tâm. Cái đó cũng do cái trình độ nhận thức của mình. Như vậy đó thì vẫn là cái cách, vẫn trở lại cái cách là vẫn phải thần trọng chú tâm quan sát, vẫn phải trở về trọn vẹn tỉnh thức, thì khi đó mới bắt đầu mới hiểu ra dần mọi sự trên cuộc đời này nó xảy ra là như thế nào, mình mới cảm thông được với những cái sự việc đó. Bởi vì á, ví dụ như hồi trước á, hồi trước có một cái chuyện xảy ra mà mình rất oán ghét cái người mà đã hại mình. Nhưng mà đến khi giác ngộ rồi á, hay là đã khi mình nhờ qua cái đó, cái lúc đó mình lại không biết. Mà đến khi qua rồi á, nhìn lại mới thấy là té ra cái người đó đang nhờ giúp mình, cho nên mình sáng suốt ra. Nhờ cái người đó giúp mình mà mình nhẫn nại hơn, mình cảm biết cảm thông hơn, mình phải thế này thế kia, một cái bài học hết sức là hứng thú mà lúc đó ngay cái lúc đó mình lại cảm thấy là lo lắng sợ hãi. Không sao, cho nên bây giờ quý vị nghe cho rõ này. Thí dụ bây giờ mình đang có một nỗi lo lắng, thì đơn giản là thấy mình đang lo lắng thôi. Đơn giản là chỉ thấy mình đang lo lắng thôi. Chứ đừng có nói rằng, cha sao mình lo lắng như thế này là thật rồi. Cứ lo lắng thì mình biết là lo lắng, sợ hãi thì mình biết là sợ hãi. Cứ vậy thôi. Đó. Có thể là cái thấy đó nó chưa tròn vẹn. Nhưng mà càng ngày càng thấy đó, thì nó sẽ càng tròn vẹn hơn. Mà càng tròn vẹn đó, thì mình sẽ thấy là nó hiệu quả hơn nhiều. Càng tròn vẹn càng hiệu quả hơn. Ví dụ sân chẳng hạn, tại sao mình sân? Sân là nó do rất nhiều lý do. Mình chưa biết là cái sân đó là đúng hay sai, xấu hay tốt thì mình cũng cần biết. Mình chỉ cần tròn vẹn thấy mình đang sân thôi là được.
Nhiều khi cái sân đó nó đúng có biết đâu. Lúc đó nó phải sân cho không sân mới lạ. Nhưng mà nếu mình không biết, nếu mình không nhận nó ra thì nó lôi cuốn mình. Nhưng mà nếu mình nhận nó ra được, mình thấy được sân. Sân đang sinh như thế nào, sân đang diệt như thế nào, sân đang như thế nào là mình tròn vẹn cảm nhận được cái sân đó. Thì một mặt á, là cái sân đó nó sẽ tự hoại, mà một mặt á, là qua cái sinh diệt của nó mình lại học ra một bài học để phát huy trí tuệ. Và khi mình có trí tuệ thì mình lại có hành vi xử lý, tức là thái độ xử lý đúng hơn. Đó, vậy thôi. Cho mình á, lại mình lại sân, rồi mình lại hối hận, mình lại bực mình với cái sân đó nữa, thì nó lại thêm một cái sân vô. Mình khi sân á là phải, nếu mà mình mà chưa đủ sức mà để sân là thấy sân á, để cái người mà sân mà thấy sân á thì họ sẽ rất bình thường. Nhưng mà nếu mà chưa đó thì nhắm mắt lại nhìn vào bên trong, cảm nhận cái sân đó một cách trọn vẹn là sẽ thấy nó giảm xuống rất nhanh. À, đại khái là vậy thôi. Nên bây giờ bất kỳ cái chuyện gì xảy ra trong mình hay là bên ngoài mà nó đến với mình thì mình đừng có nói nó là hại mình, đừng có nói nó là lợi mình, đừng có nói nó cái gì hết á. Mình chỉ thấy thôi, chỉ thấy nó. Nhưng mà cái thấy này đó nó dùng nhiều từ, thấy bằng cách lắng nghe, thấy bằng cách quan sát, thấy bằng cách cảm nhận. Đó, thấy bằng nhiều hình thức khác nhau. Chứ không phải mình nói tưởng là thấy là mình cứ chăm chăm mình nhìn nó, mà thấy là bằng cách là mình nhắm mắt lại, mình cảm nhận nó một cách hoàn toàn. Trong đó có một điều quan trọng là khi mình sân là do bản ngã mà ra, do cái ta mà ra. Và bây giờ đó, khi mình tròn vẹn với cái sân á thì không còn bản ngã nữa, mà chỉ có pháp sân đang sinh diệt thôi. Mà nếu chỉ là pháp sân đang sinh diệt thôi đó thì nó chẳng sao cả. Mà cái ta sân trong đó đó mới là vấn đề. Chứ còn nếu mà chỉ sân thôi đó thì lúc đó sân là một pháp đang sinh đang diệt thôi, không phải là ta. Mà cái đó là không phải là thầy nói lý thuyết á, chính thầy là đã thấy ra điều đó. Có một lần hồi đó đó, ở sau chánh điện này là có cái phòng sau đó đó, thì hồi đó là có mấy sư ở sau đó, thì chùa cũng có xây dựng cái này cái kia, cho nên là thờ đó họ tới đó. Thì cái mùa đó mùa bóng đá, cho nên là thờ là họ súng nhau lại cái chỗ tivi đó họ coi, cái tivi đó đây này, tivi coi. Lúc đó là thầy cũng ở dưới đó, mà cái chỗ mà thầy ở lúc đó là cái chỗ căng tin. Sau này mới dời lên trên kia, cho hồi trước là thầy ở nơi cái chỗ căng tin ấy. Thì ở trong này là cái rừng vắng, cho nên á nửa đêm mà nghe trên này là la ó, khi mà đá vô không vô gì đó trên này la ó đó. Thì thầy á là lúc đó thầy nội sân đây, nội sân đang trong cái cảnh tịch mịch này đó mà tự nhiên nội sân lên. Mà thật ra đó cũng là quan niệm của mình, quan niệm là cái chùa là phải yên tĩnh. Bây giờ mấy người này tới làm ồn phá hoài, cho nên mình nổi sân lên, mình sôi lên sân lên. Thầy lấy cái búa từ dưới chỗ đó đó là chạy lên đây, lúc đó là rất sân. À, chạy lên đây đó, là định đập bể cái tivi đi. Dễ thời đấy. Nhưng mà lạ lùng, cũng nhờ cái mà mình thường biết mình ấy, cho nên đó, lạ lùng là đến khi ngay tới cái cửa nó tự nhiên cái mình mỉm cười. Cái tự nhiên mình nhìn lại tất cả những cái sân của mình lúc đó, mình thấy tức cười quá. Tức cười quá cái mà mình đi về. cho nên đó, cho nên nếu mà mình á, mà mình thường biết mình á, thường biết được, thật ra là mình thường biết mình, cho nên mặc dù cơn sân mà nó dắt mình nó lên tới đây rồi, nhưng mà cái biết nó vẫn cứ tiếp tục biết cho đến cái lúc cái biết nó đủ mạnh
để nó dừng lại và nó thấy tôi cười. Và mình cũng cảm thông với cái sân đó luôn. Đại khái là vậy. Cho nên là cứ sân á, là bởi vì do rất nhiều nguyên nhân. Nhưng bây giờ nếu mình ngồi phân tích thì phải là một bài riêng. Mà thầy có dạng nhiều nơi đó, thì nhiều khi nghe trong cái nghe trong pháp thoại là cũng có trong đó. Nhưng mà nói chung á, là mình cứ lắng nghe, quan sát, chiêm nghiệm lại cái trạng thái sân của mình. Thì tự nhiên á, là mình sẽ học được trong đó rất nhiều. Và cuối cùng á, là cái sân đó là mình có thể làm chủ được nó rất là dễ dàng. Hết giờ. Hết giờ rồi thì hẹn gặp lại tuần sau. À quên. Năm sau. Y đằng nô nhâm thì đằng hô tu su ki ta ta yo y đằng nô nhâm thì đằng hô tu su ki ta tu nhà ta yo y đằng nô nhâm thì đằng hô tu su ki ta tu nhà